một chiếc quách thời La Mã có khả năng là của một người nổi tiếng, đã được phát hiện tại một nghĩa trang La Mã 2.000 năm tuổi ở phía bắc dải Gaza. Cho đến nay, 90 ngôi mộ cá nhân và tập thể đã được tìm thấy tại địa điểm này, tất cả được giám sát bởi một nhóm chuyên gia người Pháp và đã được các công nhân xây dựng phát hiện vào năm ngoái khi làm việc với một dự án nhà ở do Ai Cập tài trợ. Trong cuộc khai quật ngày hôm qua, người ta đã tìm thấy một chiếc quách trì thuộc về một nhân vật nổi tiếng thời La Mã. Khi được tìm thấy, chiếc quách vẫn được đóng kín, nó đã được đặt ở trong một thùng gỗ bảo vệ và sẽ được các nhóm chuyên gia Palestine và quốc tế nghiên cứu thêm. Để bảo tồn chiếc quách, bộ đã niêm phong khu vực và chiếc quách đã được chuyển đến kho lưu trữ cổ vật để sau đó có thể xác định nó với sự tham gia của các chuyên gia Pháp. Gaza rất giàu cổ vật, từng là điểm giao thương quan trọng của nhiều nền văn minh, từ xa xưa như Ai Cập cổ đại và Philistine, tới đế chế La Mã và cả các cuộc thập tự chinh.